Cây này là quýt nhất nha các bác. Người quế. Quýt. Người quế này là cây chủ đạo luôn, để giữa luôn. Quế này là cây chủ đạo luôn. Cái quýt này là cũng hay gốc chủ đạo à. Mấy này đâu có bán đâu mà. Đây là gốc con quýt thứ hai. Cây số 1 luôn, cây này là giữ gốc tại nhà luôn nè. Đây. Đây để đo tay luôn. Chị biết luôn nè. Rất là lớn. Nhưng mà em nói anh nếm à.
trung thành đó là chỉ có con cái răng và nó trung thành thôi. Chủ nó chết nó mới dám chết theo, còn chó nó cũng chưa chắc. Đúng không bữa? Đúng rồi. Chỉ có con gì trung thành nhất? À. Chứ không cắt thôi, nó chết là nó chết liền. Nó hay quá. Con Ly. Nó hay quá.